Chào mọi người nha, mình đang rồi cỏ cháy Hạ Lang nha. Rất là đẹp, bây giờ mình đang canh buổi chiều để chụp cảnh hoàng hôn. Đẹp quá. Lúc này có hai người bạn nữa nhưng mà về rồi. Chào các bạn nha, bây giờ mình đang có một miếng bánh đang ngồi nghỉ thế này, có chú chó bao gần. Mít đấy nào, ăn không? Ăn bánh nhá. Đấy, ăn đi đấy. Bánh này, này này, ăn đi. Mình đang nồi cỏ cháy đi bạn nhỏ này. Đấy, ăn đi, ăn đi. Mít đây. Ăn đi. Ôi giời, ngon ghê. Cho nó bánh nướng. Bước đi. Yep.